Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin thiết thực, hấp dẫn về hoạt động sản xuất nông nghiệp đáng quan tâm. Và trong chương trình ngày hôm nay, ngày 20 tháng 3 năm 2019 sẽ có các nội dung đáng chú ý. Phát triển thương hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Lâm Đồng thay đổi mục tiêu đề án phát triển đàn bò sữa. Hỗ trợ người dân vay nóng với lãi suất thấp. Hộ nghèo chưa mạnh dạn vay vốn chính sách theo hạn mức mới. Thưa quý bà con, Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung từ lâu đã nổi danh với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng có giá trị cao, nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ nông sản được chế biến trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Sở Công Thương Lâm Đồng vừa có văn bản đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ không thu hồi 200 triệu đồng xây dựng trung tâm sau thu hoạch trên địa bàn. Đây là mô hình sơ chế, chế biến rau củ quả sau thu hoạch của Lâm Đồng, đạt chất lượng an toàn thực phẩm, gắn thương hiệu chứng nhận độc quyền Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Với mô hình trung tâm sau thu hoạch nói trên, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2020, các vùng sản xuất rau củ quả Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương đạt tỷ lệ từ 25 đến 30% sản lượng được sơ chế, chế biến, bảo quản, phân loại, đảm bảo quy trình kỹ thuật hiện đại. Được biết đến nay, có trên 150 đơn vị, bao gồm các doanh nghiệp và hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang sản xuất tại thành phố Đà Lạt và một số vùng phụ cận như Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, v.v. được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Thưa quý bà con, bên cạnh việc tiếp tục nâng tầm thương hiệu nông sản, thì ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng đã triển khai thực hiện những hướng mới trong phát triển ngành chăn nuôi. Cụ thể là trong phát triển đàn bò sữa của tỉnh nhà, với nhiều thay đổi trong đầu tư, sản xuất của nhà nông và các hình thức liên kết thu mua sữa tươi của các doanh nghiệp thời gian qua, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã có một số thay đổi trong việc triển khai đề án phát triển bò sữa. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, tổng đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là từ 25.000 đến 30.000 con. Sản lượng sữa bình quân là 100.000 đến 120.000 tấn trên một năm. Quan trọng là nâng cao chất lượng sữa tươi thông qua con giống, phát triển trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao, giảm dần chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ, phân tán. Nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm khuyến khích các nông hộ chăn nuôi bò sữa ổn định với quy mô từ 50 đến 100 đầu bò sữa. Hiện ngành nông nghiệp tiếp tục tập huấn, áp dụng các quy trình, phương pháp chăn nuôi hiệu quả, nâng cấp chuồng trại để nâng cao chất lượng sản phẩm sữa nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu của đơn vị thu mua. Thưa quý bà con, hiện nay Lâm Đồng đứng thứ 3 sau thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An về sản lượng sữa và số lượng bò. Và không chỉ chú trọng đàn bò sữa, chăn nuôi bò thịt hiện đang là một trong những lĩnh vực được bà con nông dân nhiều địa phương trong tỉnh đầu tư. Với mục tiêu cùng nông dân chăn nuôi bò thịt hiệu quả, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai thực hiện đề án phát triển bò thịt. Theo đó, thì mục tiêu đến năm 2020, tổng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 100.000 con. Trong đó, đàn bò thịt cao sản đạt 30.000 đến 35.000 con. Song song với việc tăng đàn, ngành chức năng tập trung hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi cho bà con nông dân nhằm thay đổi tư duy sản xuất, chuyển dần chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa tập trung, công nghệ cao, tăng quy mô chăn nuôi trong các nông hộ, phát triển đàn bò thịt lai cao sản bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cải tiến mạnh phương thức chăn nuôi từ chăn thả sang nuôi nhốt là chủ yếu, khuyến khích hình thành những trang trại chăn nuôi vỗ béo bò thịt trước khi xuất bán để nâng cao năng suất, chất lượng thịt, phát triển các hình thức liên kết trong sản xuất nhằm giúp bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm thuận tiện hơn. Trong nội dung tiếp theo, hỗ trợ người dân vay nóng với lãi suất thấp. Nông dân Ninh Thuận tích cực chuẩn bị cho lễ hội nho và vang Ninh Thuận năm 2019. Trồng cà phê mùa khô. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn có tính chất bức thiết, đột xuất, chính đáng của người dân. Mức lãi suất sẽ thấp hơn rất nhiều so với mức mà người dân đang tiếp cận với tín dụng đen. Ngành ngân hàng tập trung cho những nguồn vốn cụ thể để cho đối tượng vay tiêu dùng. Đơn cử như gói 5.000 tỷ đồng của Agribank đang triển khai. Ngành ngân hàng tiếp tục mở rộng mạng lưới hơn nữa, nhất là tới các vùng sâu, vùng xa để người dân tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Khuyến khích đưa những mô hình tín dụng lưu động của các ngân hàng, những sản phẩm thuận lợi để người dân tiếp cận. Làm công tác an sinh nhưng vẫn phải đảm bảo thu hồi được nợ, đảm bảo hạn chế rủi ro.
Vâng, cũng là câu chuyện về cung cấp vốn cho sản xuất. Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang giải ngân vốn chính sách đợt 1 năm 2019. Đáng chú ý là vào đầu tháng 3 năm nay, hộ nghèo được tăng hạn mức cho vay lên đến 100 triệu đồng một hộ trên một năm. Mặc dù nguồn vốn này đã được rót về, nhưng vẫn có rất ít hộ nghèo đăng ký vay. Nguyên nhân sẽ có trong ghi nhận sau đây tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Năm 2016, gia đình bà Nguyễn Thị Tâm, một trong những hộ nghèo ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, vay 50 triệu đồng vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện để chăn nuôi bò. Từ chỗ mua được cặp bò sinh sản, đến nay gia đình bà đã nhân lên được 5 con. Mặc dù được thông báo hạn mức cho vay mới nâng lên tối đa 100 triệu đồng, nhưng bà vẫn không dám vay vì vẫn còn nợ. Không nghiện bò mà nuôi giờ rén làm xong chừng rồi bán bò rồi đỡ gõ lại cho ngân hàng. Cái còn dây thì không dây nữa, khi định hồi dây thì dây nữa, nuôi. Chứ bây giờ thì nợ thì còn chưa có trẻ, chừng nào bán bò xong rồi trả cho ngân hàng. Hiện tại, huyện Diên Khánh đang giải ngân vốn chính sách đợt 1 năm 2019, nhưng phần lớn bà con vay theo chương trình đầu tư công trình nước sạch, vệ sinh môi trường và cho vay vùng khó khăn. Riêng chương trình cho vay đối với hộ nghèo, các địa phương, tổ tiết kiệm và vay vốn đã thông báo việc tăng hạn mức vay, nhưng chưa nhiều hộ đăng ký. Trong khi đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm thì lại đang rất khác vốn, người muốn vay lại không thuộc diện hộ nghèo. Bất cập này cần điều chỉnh để các đối tượng chính sách được tăng cơ hội tiếp cận nguồn vốn. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Trong nội dung tiếp theo, chúng tôi xin chia sẻ tới quý bà con những hoạt động sản xuất nông nghiệp sôi nổi của quý bà con nông dân ở nhiều tỉnh thành. Thưa quý bà con, là vựa hoa lớn nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mỗi năm làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp cung ứng cho thị trường hàng chục triệu giỏ hoa các loại. Noi theo mô hình phát triển của thành phố ngàn hoa Đà Lạt, mục tiêu sắp tới của làng hoa Sa Đéc là hướng đến xuất khẩu. Hiện tại, sản phẩm hoa kiển của Sa Đéc đã có mặt hầu hết ở các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, việc đưa hoa Sa Đéc ra thị trường thế giới trong thời gian qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Để tháo gỡ, địa phương đang tích cực nỗ lực thành lập trung tâm triển lãm và phân phối hoa kiển tiến tới xuất khẩu hoa Sa Đéc. Thành phố Sa Đéc đang phối hợp với các cái sở ngành tỉnh để tập trung xúc tiến để đầu tư cái trung tâm triển lãm và cái phân phối hoa kiển thành phố Sa Đéc để làm đầu mối để liên kết với thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt để tiến tới là xuất khẩu hoa của Sa Đéc ngày càng nhiều hơn. Theo thống kê của Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, hiện tại diện tích hoa kiển của toàn thành phố là hơn 520 ha, tăng 56 ha so với năm 2015. Để phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế từ làng hoa trăm tuổi này, ngoài việc đầu tư nhân giống, lai tạo những giống hoa mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, thành phố Sa Đéc cũng đang tích cực hỗ trợ nhà vườn tìm thị trường tiêu thụ, đưa hoa Sa Đéc vươn ra thị trường thế giới. Thưa quý bà con, một câu chuyện khác đến từ vùng đất Ninh Thuận. Theo như kế hoạch, lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2019 sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 năm nay. Để chuẩn bị nho tươi và các sản phẩm từ nho phục vụ cho du khách tham quan và trải nghiệm trong thời gian diễn ra lễ hội, hiện nay nông dân ở các vùng trồng nho trong tỉnh đang tích cực chăm sóc diện tích nho ăn trái để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu tham quan của du khách, góp phần tạo nên thành công của lễ hội. Hướng đến lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2019, gia đình ông Phan Mốt ở thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước đã chuẩn bị hơn 2 sào nho cho trái vào đúng thời điểm diễn ra lễ hội để phục vụ khách tham quan và trải nghiệm. Hiện nay, nho trái đã được hơn 1 tháng tuổi, gia đình ông Mốt đang tích cực chăm sóc, bón phân và tỉa trái để nho phát triển kịp phục vụ lễ hội. Cái này là cái lễ hội Vang Nho của tỉnh Ninh Thuận sắp sẽ tổ chức. Cho nên bây giờ cũng gia đình cũng tập trung chăm sóc cái nho để cho khách du lịch lại tham quan. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có khoảng 1.240 hectare trồng nho. Cây nho đã góp phần giảm nghèo và là cây làm giàu, cải thiện thu nhập, đời sống của người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh, là điều kiện thuận lợi để Ninh Thuận tổ chức lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019. Tiếp theo nội dung của chương trình, mời quý vị cùng đến với một con số hôm nay. Thưa quý vị và bà con, 3,6 tỷ USD, con số đẹp này là mục tiêu hướng đến của giá trị kim ngạch xuất khẩu quả nước ta đến năm 2020. Hiện nay, diện tích cây ăn quả khu vực phía Nam ước đạt 596.331 ha, chiếm 60% diện tích cả nước, tổng sản lượng quả đạt hơn 6,6 triệu tấn. Trong con số này thì đồng bằng sông Cửu Long là vùng trồng cây ăn quả chủ lực, chiếm khoảng 58% diện tích cây ăn quả ở phía Nam, Đông Nam Bộ thì chiếm khoảng 17%,
Nam Trung Bộ thì 15% và Tây Nguyên 10%. Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, giá trị kim ngạch xuất khẩu quả đạt trên 3,6 tỷ USD, thì việc tổ chức lại sản xuất là vấn đề cấp bách, trong đó chú trọng yếu tố thị trường, đặc biệt là các thị trường lớn. Bởi theo ngành nông nghiệp các địa phương và các doanh nghiệp thời gian qua, các địa phương, doanh nghiệp, nông dân rất thiếu thông tin về thị trường tiêu thụ, nên rất khó trong việc hoạch định cơ cấu vụ mùa. Do đó, tới đây cần thông tin về thị trường, đặc biệt là thông tin phải có tính dự báo để người dân, doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất. Nội dung tiếp theo của 365 ngày chuyển động, xin mời quý bà con cùng đến với mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện sản xuất đáng chú ý tại Lâm Đồng cũng như nhiều địa phương trong cả nước. Thưa quý bà con, theo dự báo của ngành khí tượng Thủy Văn, tình hình khô hạn trong năm 2019 này được dự báo là diễn biến phức tạp. Từ những tháng đầu năm nay, khô hạn đã diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó đặc biệt là hai khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Và cũng như nhiều địa phương ở khu vực Tây Nguyên, nông dân Lâm Đồng đang tập trung đầu tư chăm sóc cà phê mùa khô. Bên cạnh những thuận lợi thì nông dân khu vực chuyên canh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Những tháng mùa khô là giai đoạn cây cà phê phân hóa mầm hoa, hình thành hoa, nở hoa, đậu quả, quả non phát triển. Nếu không được chăm sóc, đầu tư đúng mức thì năng suất và chất lượng cà phê sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Bởi vậy mà ngay từ đầu mùa vụ, nhiều nông hộ trồng cà phê trong tỉnh đã triển khai kế hoạch chăm sóc cây trồng phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng ruộng và khả năng ở mỗi nông hộ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là năm nay, giá cà phê vối nhân xô trên thị trường tương đối thấp, trên 30.000 đồng 1 kg tùy thời điểm. Không chỉ có vậy, nhiều bà con nông dân còn cho biết, bước vào niên vụ cà phê năm 2019-2020, giá nhân công và giá nhiều loại vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón tăng khoảng 10% so với các năm trước. Những yếu tố nói trên đã ảnh hưởng lớn đến khả năng và mức độ đầu tư chăm sóc cây trồng ở các nông hộ trồng cà phê trong tỉnh. Phân cho công cán dùng lên mà cà phê càng ngày càng xuống. Giờ đa số là cái người làm nông rồi cái giờ cứ tưới nước là hết tiền thôi. Tưới một lần 3 đợt là ít nhất là phải 10 triệu một mẫu, một lần 3 triệu. Đó. Là nước hồ nhà mình mà đi mua nước khoan nữa là hơn cái đó nữa. Cũng vì thu nhập từ cây cà phê mấy năm gần đây không khả quan, nên trong giai đoạn nắng nóng như hiện nay, nhà nông gặp khó khăn trong việc tưới nước cho cây trồng. Nhất là ở diện tích cà phê canh tác trên đồi cao, đường xá đi lại không thuận lợi. Nhiều hộ thì ở trên đồi nối người ta đang khoan, mà đa số ở đây là vùng cao đây là thiếu nước. Với gần 80.000 hectare cà phê, hai huyện Di Linh và Bảo Lâm là những địa phương trồng cà phê chủ lực của tỉnh Lâm Đồng từ bấy lâu nay. Trong những tháng đầu năm 2019, nguồn nước tưới cà phê ở hai địa phương này tương đối đảm bảo. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều nhà vườn, nếu tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài, thì thời gian tới, nhiều diện tích cà phê sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước tưới. Điều này chắc chắn sẽ làm cho cây cà phê khó mà ra hoa, đậu quả đồng loạt, sâu bệnh gây hại phát sinh. Thưa quý bà con, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành nông nghiệp tỉnh đã rà soát nguồn nước tưới tại các công trình thủy lợi, hệ thống sông, suối, ao hồ để cân đối, bố trí phù hợp từng loại cây trồng trên từng vùng sản xuất. Song song đó, tiếp tục vận động nông dân chuẩn bị các loại vật tư, máy móc để bơm nước từ sông suối tích trữ trong ao hồ, chủ động tưới tập trung đối với những diện tích canh tác cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với những giải pháp tích cực trên, ngành nông nghiệp và người dân hy vọng sẽ đảm bảo nước tưới cho sự phát triển của các loại cây trồng, đặc biệt là cây cà phê. Vâng, và thông tin này cũng đã khép lại nội dung chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc qua số điện thoại 02633829930. Chúng tôi xin cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.